Ân và Thi Nhung xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh ngày hôm nay là một bản tin cho hay ông Nguyễn Phú Trọng đang hôn mê tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn trong tình trạng hôn mê sau khi bị đột quỵ tai biến mạch máu não ở Kiên Giang vào chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019. Hiện ông đang nằm trong khoa hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện tại Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đang phong tỏa toàn bộ khu vực này. Đây là tin mới nhất về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng được đăng trên tờ Thời báo của nhà báo Lê Trung Khoa lúc 3 giờ 30 chiều giờ Việt Nam, dẫn nguồn từ Facebook của blogger Lê Nguyễn Hương Trà. Được biết, tin ông Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 75 của ông đang gây chấn động mạng xã hội. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không lên tiếng về vụ việc này, chỉ trừ thông tin ông Trọng đang có chuyến thăm và chỉ đạo ở tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, Sacombank đã bị Úc cáo buộc thiết lập tỷ giá chuyển tiền. Truyền thông trong nước vào hôm 14 tháng 4 cho biết, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc cùng với Cảnh sát Liên bang của quốc gia này vừa phối hợp và triệt phá một băng nhóm gian lận trong việc chuyển tiền từ Úc về Việt Nam. Theo đó, ba doanh nghiệp chuyển tiền nhanh có chi nhánh tại Úc đã thỏa thuận với nhau để thiết lập tỷ giá chuyển tiền từ đồng đô la Úc sang đồng Việt Nam và phí dịch vụ chuyển tiền trái với đạo luật cạnh tranh. Những vụ này cảnh sát cáo buộc là cả ba công ty chuyển tiền nhanh ở Úc bao gồm Vina Money Transfer, Hồng Kông Vina Fast Money và Hải Hà Money Transfer đã được Sacombank tiếp cận để khớp với tỷ giá hối đoái. Mỗi công ty thực hiện thanh toán tại Việt Nam phải thông qua Sacombank. Cũng theo tờ báo Úc, thì ngoài những khoản tiền phạt rất lớn có thể được áp dụng đối với các doanh nghiệp có hành vi liên quan đến tội phạm hình sự, những cá nhân bị kết tội trong vụ này có thể bị kết án lên tới 10 năm tù và bị phạt tiền lên tới 420.000 đô la Úc cho mỗi tội danh. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì dưa hấu Việt Nam phải dán nhãn Trung Cộng mới được xuất cảng. Mạng xã hội hôm ngày 15 tháng 4 đã dấy lên một sự bất bình trước thông tin dưa hấu ở huyện Phú Ninh phải dán tem có chữ Trung Cộng thì mới được thương lái thu mua. Liên quan đến sự việc này, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam xác nhận các thương lái mua dưa hấu ở đây phải mua các cuộn tem với giá 1 triệu đồng 2 cuộn để đưa nông dân dán vào các quả dưa hấu. Giới hữu trách tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi và có hướng giải quyết phù hợp. Được biết, hành vi dán nhãn mác như trên trái với quy định của nhà nước bởi vì tem truy xuất nguồn gốc phải do chính nhà sản xuất dán, còn đây là tem không rõ nguồn gốc. Về lâu dài thì việc này sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu dưa hấu của địa phương. Trong đó cũng có những quan ngại cho rằng hành động dán nhãn mác này sẽ dần biến sản phẩm của Việt Nam thành sản phẩm của Trung Cộng. Thưa quý vị, thông tin lan tràn trên mạng xã hội khiến cho giới trẻ bị ảnh hưởng về suy nghĩ lẫn hành vi. Xã hội ngày càng phát triển, việc tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội ngày càng dễ dàng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ và hành động của những người tiếp nhận, đặc biệt là giới trẻ, một lứa tuổi dễ bị tác động tâm lý. Theo thống kê, trong 2 năm 2017 và 2018, tại một trung tâm tư vấn về tâm lý ở thành phố Sài Gòn, đã có hơn 1.500 trường hợp phải hỗ trợ tâm lý liên quan đến nghiện game và nghiện Facebook. Nguyên nhân được cho là do nhiều gia đình đã mua các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân cho con em mình học tập, nhưng lại để mặc cho chúng tự do sử dụng mạng xã hội ở mọi lứa tuổi. Để khắc phục vấn đề trên, các chuyên viên tâm lý cho rằng, đầu tiên cha mẹ cần hướng dẫn cho con em mình sử dụng những thiết bị này một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, trong nhà trường cũng cần có một khóa học để hướng dẫn các học sinh về ý nghĩa cũng như về phương pháp sử dụng công nghệ mới. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì người dân Đồng Tâm sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Hôm ngày 15 tháng 4, trang Đồng Tâm TV của người dân Đồng Tâm cho biết đông đảo các cán bộ xã, công an không đeo bản tin và cảnh sát cơ động đã đổ dồn về và bố ráp sân đình làng thôn Hoành. Đây là nơi người dân tổ chức buổi lễ đánh dấu sự kiện 2 năm vụ đấu tranh giữ đất.
Trong một clip phát trên trang Đồng Tâm TV hôm ngày 14 tháng 4, ông Lê Đình Kình là người dân đã dẫn dắt cuộc nổi dậy của dân làng nói rằng người dân Đồng Tâm sẵn sàng hy sinh để giọt máu cuối cùng để bảo vệ khu đất thuộc quyền sở hữu của họ. Trước đó vào ngày 15 tháng 4 năm 2017, công luận xôn xao trước tin 38 viên chức của huyện Mỹ Đức và công an đã bị người dân Đồng Tâm bắt làm con tin. Ông Nguyễn Đức Chung là chủ tịch thành phố Hà Nội, sau đó đã phải đến họp với 50 đại diện thuộc xã Đồng Tâm để cam kết không truy cứu hình phạt bắt cán bộ nhà nước, đồng thời cam kết sẽ công bố kết luận thanh tra dựa trên những lời tố cáo của người dân địa phương về diện tích đất của người dân bị nhà cầm quyền và cả quân đội cưỡng chế bất hợp pháp. Nổ trạm biến áp tại thành phố Sài Gòn khiến cho nhiều khu vực bị cúp điện. Thưa quý vị, tối ngày 15 tháng 4, Tổng Công ty Điện lực thành phố Sài Gòn đang phối hợp với giới hữu trách để giải quyết một vụ nổ tại trạm biến áp ở huyện Bình Phước, quận Thủ Đức. Theo đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, nhiều người dân ở gần trạm biến áp trên đã nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó, khói đen kèm theo lửa bùng cháy dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt để hỗ trợ dập lửa. Ít phút sau, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã ảnh hưởng khiến cho nhiều khu vực của quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức bị cúp điện kéo dài. Được biết, trạm biến áp trên có tổng diện tích gần 8.000 m2 với quy mô một tầng trệt và một tầng hầm, được đưa vào hoạt động vào năm 2013. Kính thưa quý vị, một nữ sinh ở Bắc Ninh nhảy cầu tự tử. Liên quan đến việc một nữ sinh ở Bắc Ninh nhảy cầu tự tử, khoảng gần 17 giờ ngày 15 tháng 4, giới hữu trách cho biết đã tìm thấy thi thể của nạn nhân ở cách hiện trường khoảng 150 m. Nạn nhân được xác định là học sinh học lớp 12, trú tại Bắc Ninh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nữ sinh phẫn uất sau khi bị hiếp dâm. Được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, nữ sinh này đã tham gia vào một buổi liên hoan cùng với bạn bè và bị chuốc say rượu. Sau đó, cô gái đã bị một người trong nhóm này hiếp dâm. Hiện công an huyện đã mời những người có liên quan lên để làm rõ sự việc. Phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng cùng với 600 kg ma túy. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4, công an ở tỉnh Nghệ An đã vừa tiến hành khám xét và bắt giữ một nhóm đối tượng cùng với một số lượng lớn ma túy. Tin cho hay, vào thời gian nói trên, lực lượng chức năng đã ập vào một căn nhà trên đường Phùng Chí Kiên ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh ở tỉnh Nghệ An và đã bắt giữ được nhiều đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển một lượng lớn ma túy rời khỏi nơi cất giấu. Tang vật thu giữ gần 600 kg ma túy đá để trong 30 thùng cát tông được ngụy trang và chở bằng một chiếc xe tải. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng và tang vật về cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ. Kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây là những hình ảnh về tuyến cống ngầm gần 2.000 tỷ đồng ở Sài Gòn. Tuyến cống ngầm lớn nhất thành phố Sài Gòn dài 8 km với đường kính là 3,2 m đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Đây là một dự án vệ sinh môi trường tại thành phố Sài Gòn được khởi công giữa năm 2017 nhằm xây dựng tuyến cống ngầm để chuyển nước thải từ lưu vực kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè và quận 2 đến khu vực sẽ xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại phường Thạch Mỹ Lợi, quận 2. Dự án với tổng số vốn hơn 11.000 tỷ đồng do Ngân hàng Thế giới WB tài trợ. Hệ thống cống nước được đặt sâu dưới lòng đất từ 10 cho đến 19 mét. Hiện tại thì dự án này đã thực hiện được khoảng 30% và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Cảnh sát đã vừa vây bắt được một sòng bạc ở khu vực biên giới. Vào chiều ngày 14 tháng 4, cảnh sát Tây Ninh đã bất ngờ kiểm tra một địa điểm lắc tài xỉu và đá gà tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, khu vực giáp ranh với Cambodia. Hàng trăm người đang sát phạt đã bỏ chạy tán loạn. 83 người đã bị bắt tại chỗ và đưa về trụ sở công an để làm việc. Tang vật được thu giữ bao gồm 143 triệu đồng, 21 con gà đá, 6 cặp cửa, một bộ lắc tài xỉu và 71 xe máy. Theo điều tra, sòng bạc này do Lê Văn Dĩ và Võ Ngọc Vũ Em cùng 37 tuổi ở tại địa phương tổ chức từ đầu năm 2018. Cả hai đã thuê một nhóm đàn em để điều hành. Mỗi ngày, sòng bạc này thay đổi ở nhiều địa điểm tại xã Long Thuận, thu hút rất nhiều người đến chơi. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh cùng với Gia Ân và Thi Nhung.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp. Thân ái kính chào quý vị.